Superco đang có khuyến mãi thương mại tháng này. Quý vị có thể đổi các thiết bị, nệm, ghế massage hoặc thậm chí nồi cơm điện, nhận được đến 500 đồng Superco Gift. Thiết bị công nghệ mới nhất không chỉ là thời trang, thuận tiện, thiết bị công nghệ mới nhất không, máy giặt và máy sấy ngôi sao năng lượng sẽ giúp quý vị tiết kiệm 2.000 đồng trên các máy giặt và máy sấy ngôi tủ lạnh ngôi sao năng lượng, tiết kiệm 1.800 đồng trên các hóa đơn trong 10 năm. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với vấn đề thiếu nước ở Los Angeles, hóa đơn tiện ích tăng lên mãi. Đây là thời gian để nâng cấp thiết bị của quý vị. Consumer Report đánh giá số 1 về máy giặt, hơi nước và máy sấy Maytag. Quý vị nhận được đến 135 đồng cho tới 375 đồng rebate tùy công ty nước. Đổi thiết bị cũ và nhận được 200 đồng thẻ quà tặng Superco. Tủ lạnh KitchenAid French Door công nghệ chăm sóc thực phẩm giữ được tươi và bổ dưỡng hơn, tặng 200 đồng Superco Gift Card. Bếp ga Whirlpool tặng 100 đồng thẻ Superco Gift Card. Sony mới nhất 85 inch XBR, Samsung 78 inch TV Kong 4K LED, trải nghiệm chất lượng ngoạn mục của 4K TV, hoán đổi và nhận được 500 đồng thẻ quà tặng Superco. Mất ngủ mỗi đêm, Superco có thương hiệu nệm lớn nhất của Mỹ, nệm Tempur-Pedic Eye Comfort, bảo đảm chất lượng cao, có 90 ngày dùng thử, quý vị có thể trả lại nếu không hài lòng, hoán đổi và nhận được 500 đồng Superco Gift Card. Superco có nhiều lựa chọn ghế massage lớn nhất đáp ứng nhu cầu của mỗi người, hoán đổi ghế massage và nhận được 500 đồng thẻ quà tặng Superco. Thương hiệu nổi tiếng ghế sofa và giường, thoải mái và phong cách làm cho nhà cửa của quý vị đổi khác, hoán đổi và nhận được 300 đồng thẻ quà tặng Superco. Quý vị có thể hoán đổi nồi cơm điện cũ lấy nồi cơm điện Nhật Bản IH nấu gạo lứt tốt hơn. Lohas, phong cách sức khỏe và tính bền vững, quý vị sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Hãy nhanh chân đến Superco.